Ủy ban dân tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho các cơ sở giáo dục đảm bảo công tác dạy, học, theo yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trong đó cần lồng ghép nguồn lực từ ngân sách trung ương, nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ động ứng dụng mạnh mẽ đồng bộ công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học, đồng thời đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục gắn với đảm bảo các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa 2018 tại địa phương cũng như tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở tài chính nội vụ kế hoạch và đầu tư phối hợp với sở giáo dục và đào tạo ủy ban dân các huyện thành phố tham mưu ủy ban dân tỉnh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giáo viên người dân tộc thiểu số và tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ tại các cơ sở giáo dục đồng thời bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương để thực hiện chương trình đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học